rảnh không qua đây em nói nghe nè. Ủa cái bưng gì mà lùm đùm lề đề với bà già. Ơi qua đây em hỏi cái này cái ơi. Cái gì nữa ai? Ơi anh biết cắt cái thùng hàng không ta? Cắt thùng hàng biết sao không biết? Tại mấy cái này lỡ cổ quá à, em đợi em đựng đồ không có được. Rồi rồi mà em muốn đựng cái gì? Đựng giống như là cái như cỡ cỡ như vậy mà nó dài dài vậy nè. Tại vì cái này thì nó quá nhỏ còn cái này thì nó quá bự á. Tại vì á làm cái gì á mình buôn bán cái gì mình phải có biết có cái kinh nghiệm. Bởi vậy nếu mà đặt thì nó tốn tiền lắm. Đâu đâu mượn cái kéo rồi. Là có nghĩa là bây giờ em muốn mà bỏ thí dụ mà bỏ một cái cục hàng mà như cái chai nước này phải không? Đúng rồi. Thì không có đường nào chạy đỡ được cái chỗ nào đây phải không? Đây qua đây để không được, để nghe cũng được, để điều nào tất cả cái chiều để không được. Đó. Thì tại sao á là em lấy cái thùng bự nè. Để anh chỉ ra được mượn cái kéo ai. Mình mới khui cái thùng bự ra. Đó. Cái chuyện mà đơn giản gì không biết, bởi vì dân mà đi bán shop gói hàng có gì mà không biết. Trời quá trời, dở trời, ơi. Khó lắm mấy nghe, không phải dễ đâu. Bởi vì biết cái mẹo rồi á thì nó rất là đơn giản, không biết á thì nó khó thôi. Đây. Đó, mình mở cái thùng này ra phải không? Bỏ cái chai nước vô, gói lại, gửi người ta. Vậy người kêu anh chỉ làm gì trời. Cái này ý em nói là cái thùng này nó hơi bự. Anh biết không? Để vô là nó hơi lỡ cỡ nè, nó bự nè, nó không có vừa. Em bóp dẹp lại em gói. Trời ơi, bóp thì sao? Đẻ lại luôn hả? Cúng lại như vậy hả? Lấy con keo quắn hả? À, nói chơi vẫn chơi thôi chứ mình á mình sẽ làm cái gì á là mình phải có mà được mà biết một cái mẹo. Đó. Thì bây giờ là thí dụ như cái hộp mình nó rất là nhỏ nè cả nhà thấy không? Đó, mà bây giờ mình muốn mà để một cái quạt gì á mà nó dài, y gan như mình đã đang sử dụng là cái hộp này là hộp vuông. Nhưng mà sẽ biến cái hộp này thành cái hộp dài lại. Đúng rồi, anh đo bằng cái chai là được, tại nãy em có đo rồi. Đúng rồi, đây. Đó, mình bỏ vô không vừa thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho cả nhà mình á là một cái mẹo. À, làm sao để biến một cái hộp nè. Đó, cái hộp vuông nè sẽ thành một cái hộp dài. Chỉ một nốt nhạc thôi. Đâu biết chỉ em hả trời. Đây thì cái hộp mình á nó là như vậy nha. Bây giờ mình sẽ cắt ở dưới ra luôn. Đây, cắt ở dưới ra nè ha. Đó. Xong, đây mình xuống cắt ở dưới ra luôn. Nói chung là mấy cái hộp giấy thường thường á bây giờ cả nhà mình nó có cái gì mình tận dụng lại. Đây mình cắt ra luôn. Đó. Đây, thấy không? Đó, đây là một cái hộp vuông. Bây giờ mình sẽ biến thành cái hộp dài lại. Đây thì mình muốn biến cái thành cái hộp dài thì rất là đơn giản thôi. Đây mình sẽ cắt can ngay chính giữa đây 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 đây. Nhớ nha. Chính giữa hả? Đây, chính giữa đây xuống nè. Đó, bây giờ mình sẽ cắt một đường xuống. Sao nó dài ra được ta? Sao không dài được? Đó, đây mình sẽ cắt một đường xuống đây. Đó, đây một đường xuống rồi thấy không? Rồi bên đây mình sẽ cắt thêm một đường nữa ngay giữa xuống luôn. Đó. Đây, nó được vậy rồi phải không? Bên đây á thì mình lại tiếp tục là ngang nó này ha. Mình cắt một đường giữa xuống luôn. Đây. Đó, cắt một đường giữa xuống luôn. Đây rồi mình cắt thêm một đường nữa chỉ bốn nhát kéo là thành cái hộp dài. Đó. Rồi đó, xong. Đó, là thành cái hộp dài. Rồi vậy xong rồi đó. Đó, mình để nè, xéo vậy nè, cái mình gói lại. Trời ơi. Đây để em biến một cái phát là nó thành cái hộp dài lại cho coi. Đây mới đầu nó sẽ có cái hình vuông vậy đây. Đây là hộp vuông phải không? Đó, mình sẽ nắm hai góc, góc bên đây một góc nè, cái góc mình nãy mình cắt á. Dưới góc bên đây một góc nè. Đó, mình lấy mình bẻ cái này vô. Đây, mình bẻ cái này vô. Thấy chưa? Gỡ ra, bung nó ra. Đó, là nó thành cái hộp dài. Xong á, mình sẽ đây, bật đầu giờ vô nè. Đó, cái hai đầu mình vẫn giữ phải không? Đây mình bật đầu vô, bật đầu vô gấp lại. Đó, gấp lại. Xong mình sẽ dán lại là nó sẽ thành cái hộp dài. Đây. Wow. Đó, thấy không? Thấy đơn giản không? Rồi Liên Hô cầm ai. Okay. Bởi vì biến cái hộp vuông thành hộp dài rất là đơn giản luôn vậy mà không biết. Cái này tận dụng nha. Đúng rồi. Đó, bây giờ mình cắt nè. Đó, ok, cắt đây một miếng nữa. Rồi, buông rồi, buông. À, đó. Đây, mình sẽ dán lại thêm một cái nữa. Đây. Trời ơi, dán còn hồi tiện mà keo nữa. Đó. Rồi, ok chưa? Đó, buông ra. Đây mình sẽ phành ở trong ra nè cả nhà. Mình sẽ bẻ hai cái đầu hồi nãy xuống nè. Thấy không? Hồi nãy mình bóp hai cái đầu vô á thì mình sẽ bẻ hai cái đầu xuống nè. Bây giờ mình để cái chai nước vô rồi. Đúng rồi. Vừa nghiến luôn trời ơi thiệt. Thấy không? Từ nó còn dư nữa nè. Đúng rồi. À, từ cái hộp vuông mà thành cái hộp dài rất cái là đơn giản. Cái này mình cố định lại thôi, một hồi mình đặt con keo mình đây. Bóng lại ha. Bóng mình lại sẽ bẻ đó. Hai cái đầu này vô trước nè. Nhớ nha, bẻ hai đầu vô trước nè. Xong nè, gấp đầu vô nè. Gấp đầu vô. Đó, xong mình dán băng keo lại là cứng ngắc.
đây là ok phải không? Đó, thành hộp cầm có liên không? Đây, mình sẽ dán đây một đường nào. Đó, đây một đường qua đây. Đó, đây một đường qua đây nữa. Đó, buông lại. Đó. Đây. Đó. Là nó thành được một cái hộp dài. Đây là cái hộp từ cái hộp vuông cả nhà thấy không? Đó, thì mình sẽ biến thành một cái hộp dài đây, rất là đơn giản thôi. Mốt cả nhà mình đó là gói đồ mà có mà gói những cái đồ mà dài á. Đó, thì mình sử dụng cái hộp như vậy nha. Đó, rất là đơn giản luôn. Thôi, nói nghe nè, bây giờ anh làm cho em cái thùng này dài hơn nữa đi. Để dài hơn đúng không? Để mấy cái cây lau nhà á. Trời, dài còn muốn dài hơn nó đây. Bây giờ thí dụ là cái thùng này á, nó đang dài vậy nè. Đó, bây giờ mình sẽ muốn cho nó dài thêm một chút xíu nữa. Thì cũng rất là đơn giản thôi. Đây, mình sẽ canh ngay giữa nè. Đây, canh ngay giữa nha, nhớ nha. Đó, cắt bên đây một cái nè. Thấy không? Rồi, canh ngay giữa đây, cắt bên đây thêm một cái nữa nè. Rồi, cắt bên đây thêm một cái nữa nè. Ngay giữa mình chỉ cần là bốn nhát kéo theo nha. Rồi, bên đây một cái nữa nè. Nhớ nha cả nhà. Mẹo này cũng rất là hay, thường thường mình gói đồ á. Đây, mình sẽ ngay giữa nè. Mình lấy tay mình đưa ở dưới lên nè. Nó cho nó gãy ngay chính giữa nè, thấy không? Đó, mình sẽ bóp lại. Rồi, bên đây cũng vậy, mình lấy tay ở dưới nè, mình đưa ở trong nè, mình đưa ra nè. Đó, là tự gãy ngay chính giữa à. Đó. Ờ, nó dài hơn rồi xong đây. Đó, bây giờ mình buông cái đi chiều này, thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ gấp đây, cái tay nè. Mình gấp cái này vô nè. Nè, gấp cái này vô luôn, mình nắm kéo ra nè. Đó, xong mình sẽ đưa hai cái đầu này vô. Đó, bóp lại. Đây. À. Dài hơn khúc thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, rồi đưa mượn cái băng keo này, dán lại. Muốn dài cỡ nào cũng được. Nếu muốn dài nữa thì em cắt thùng bự, em cắt ra nó. Đúng rồi, nữa, đúng rồi. Đó. Thông minh quá. Okay. Wow. Đó. Đây, mình sẽ dán á, là mình sẽ dán ngay mấy cái chỗ gốc hồi nãy lại nha. Đây, ngay chỗ gốc nè. Đó, lấy băng keo mình dán lại. Đó. Rồi, bữa nay trời chuyển mưa rồi cả nhà ơi, tối thui luôn rồi. Đâu rồi, nghe nè, đây ngay chỗ này lại nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt băng keo ra. Rồi, bên đây cũng vậy nè. Đó, thì hồi nãy mình bẻ vô rồi á, bây giờ mình lấy cái tay nè. Đó, cái tay mình bẻ cái đầu này xuống lại nè. Đó, cho dính, bên đây cái đầu bẻ đầu xuống lại cho dính nè. Gấp hai đầu này vô, gấp đầu này vô, bóp lại. Bóp lại. Đó, thành nó hộp dài chưa? Ừ, đủ dài, dài chưa Liên không? Đủ rồi, đủ rồi. Đó, mình dán á, mình dán băng keo á là mình dán ngay chỗ mà mấy cái góc lại nè. Đó. Rồi. Cố định nó lại. Cố định lại. Rồi, bên kia một cái nữa. Nói chung là chỉ dán ngay cái chỗ mà cái lần này lại nè. Đó. Cái này anh chỉ là mẫu thôi, là em nhìn thôi, em okay. Đưa dán là em biết rồi đó. Đó. Đây, cái hộp dài hơn thấy không? Đúng rồi. Đó.